mình đã nấu bữa cơm 52 triệu đồng dành cho nhà giàu như thế nào. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, bữa cơm này đúng là đắt đỏ nhưng mà có lý do của nó hết mọi người ạ. Đầu tiên là cơm, thì đây là loại lúa được trồng ở chân núi Everest, 3 năm mới ra hạt một lần, mỗi lần chỉ ra một hạt. Với 200 gram gạo ngày hôm nay thì giá của nó là 7 triệu đồng. Tiếp theo là món ốc xào xả ớt. Đây là những con ốc được các thợ lặn chuyên nghiệp bắt ở đáy vùng Tam Giác Quỷ Đại Tây Dương. Giá của nó là 16 triệu cho 150 gram. Món số 3 là xúc xích. Mình mua 5 cây với giá là 12 triệu đồng. Xúc xích này được làm từ những con heo rừng sống ở Bắc Cực nên như vậy cũng khá là rẻ rồi. Tiếp theo là món trứng ốp la. Đây là trứng của con đại bàng đực Nam Mỹ, giá của nó chỉ 9 triệu một quả thôi. Và cuối cùng là món canh, nhìn qua thì giống rau cải thông thường, nhưng mà thật ra nó là loại rau cải được lai tạo từ 9 loại nhân sâm quý và được trồng trong kim tự tháp. Giá của 200 gram rau này là 8 triệu đồng, cũng khá là rẻ đúng không? Vậy là xong một bữa cơm 52 triệu rồi, mấy món này ăn rất là hao cơm nha, nhìn vậy thôi á, chứ 500 đến 1.000 người ăn vẫn vô tư.